Ha, hôm nay là một ngày tuyệt vời đúng không ạ? Và phòng Zoom của chúng ta hôm nay vô cùng hot. Hiện tại thì em đã thấy có hơn 100 người trong phòng Zoom của chúng ta rồi. Và em xin mượn những cánh tay của các anh chị để mà gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức của chương trình. Cảm ơn ekip đã dậy sớm và mở phòng Zoom cho chúng ta. Cảm ơn MC Mục Tiêu, cảm ơn MC Thể Lực, cảm ơn MC Mục Tiêu đã lên những cái mục tiêu rất rõ ràng và chi tiết đúng không ạ? Xin mọi người hãy gửi những pháo bông pháo hoa, những cái tràng tim để cảm ơn tất cả mọi người ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Hạnh Nguyên. Và vừa xong là chúng ta đã được nghe cái sự chia sẻ của MC Mục Tiêu, quả là tuyệt vời đúng không ạ? Mục tiêu rõ ràng, rành mạch, và chúng ta hãy lên mục tiêu ha, lên mục tiêu để thực hiện cái ước mơ của mình. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người ha. Đặc biệt hôm nay, trong trình hôm nay thì em vô cùng cảm ơn MC Thời Lực, anh đã tạo nên một cái phòng Zoom tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết đúng không ạ? Mọi người cảm thấy năng lượng chưa? Ai mà năng lượng tích cực lên rồi thì hãy comment số 1 ha. Rồi, em cảm ơn cả nhà. Hôm nay nhà mình thiệt là năng lượng. Em cũng xin tự giới thiệu là em tên đầy đủ là Trương Thị Nga. Hiện tại thì em đã 38 tuổi, đang sống và làm việc tại Bình Dương ha. Thì công việc chính của em là làm nhân viên văn phòng. Tuy nhiên thì em có kinh doanh ở Dropby là hơn 2 năm rồi, đã có một thành tích nho nhỏ là cốt 2 sao ở trong Dropby ha. Hôm nay thì em thật là vinh dự được làm nhiệm vụ là làm MC kết nối của chương trình. Cảm ơn mọi người đã tương tác ạ. Có lẽ hôm nay là trong phòng Zoom của chúng ta là có nhiều người mới ha. Chắc hẳn là chúng ta đã biết được cái nội dung chương trình của buổi Zoom ngày hôm nay rồi không ạ? Nếu như mà ai mà biết rồi thì hãy comment lên cùng chat ha. Dạ. Chương trình của chúng ta hôm nay là một chương trình là nói về cái sự lựa chọn hoàn hảo những cái đồ gia dụng cao cấp trong căn bếp nhà bạn. Đó thì cho em hỏi là trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay thì ai là người mới? Ai là người mới mà đã biết tới nhãn hàng Kuchen, đã biết tới cái bếp từ Kuchen thì hãy comment số 1 giúp em ha. Còn ai thì chưa biết ha, hãy comment số 2 để em test lại coi xem mà trong chương trình của chúng ta hôm nay ai là người mới. Anh Thơ là người mới luôn ạ. Dạ. Dạ, Tuấn Hòa đã biết rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh Đạt. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Thì em đã thấy những số 1, số 2 đã nổi trên khung chat rồi, tuyệt vời quá ạ. Rồi, cảm ơn mọi người. Và trong chương trình ngày hôm nay thì em sẽ mời một bạn đã từng sử dụng bếp từ Kuchen lên chia sẻ cảm nhận của mình ở trong Zoom ngày hôm nay ha. Thì anh chị nào đã sử dụng bếp từ Kuchen rồi thì hãy giơ tay lên để em biết rằng là các anh chị đã sử dụng, và em sẽ mời lên để chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Rồi, em thấy một số anh chị đã giơ tay, và em xin mời một bạn em thấy là vô cùng là xinh đẹp ha. Xin mời bạn Hà Như Ý ạ. Ý ơi, Ý có thể bật mic lên chia sẻ cảm nhận của mình về cái trải nghiệm của mình khi mà sử dụng bếp từ Kuchen ạ. Vâng, Như Ý xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom có mặt trong sáng hôm nay. Xin tự giới thiệu Ý là mentor 162 Như Ý ở thành phố Vinh, Nghệ An. Rất là vui khi hôm nay được tham gia cùng với team của chị Hành Nguyên. Chị Hành Nguyên là ở Hà Tĩnh, và hai chị em cũng có cơ duyên là trước khi đến người đó rất ký thì cũng đã biết nhau trước đó rồi. Đó, rất là vui để hôm nay là team chị Hành Nguyên lead. Và ở trong phòng Zoom cho Ý hỏi là ở trong đấy các anh chị em ai đã sử dụng bếp từ Kuchen rồi hãy gõ lên khung chat cho Nhi là số 1 đúng không ạ? Ai đã sử dụng bếp từ Kuchen rồi ạ? Có nhiều, rất là nhiều anh chị mới vào này, có nhiều anh chị là chưa biết nhiều đến cái sản phẩm Kuchen, cũng có nhiều anh chị là chưa từng kinh doanh đến cái sản phẩm Kuchen đúng không ạ? Thì nếu như ai mà chưa từng dùng, chưa từng kinh doanh, chưa từng biết đến thì cũng gọi cho Như Ý là số 0. Đó, để Như Ý biết được, để biết được cái cách mình chia sẻ, mức độ mình chia sẻ như thế nào. Đó, nếu như nhiều người mới thì Như Ý sẽ chia sẻ kiểu khác. Còn nếu như các anh chị đã biết về cái sản phẩm Kuchen rồi
thì nhỉ chỉ không cần phải phải nói kỹ và nói nhiều nữa à, rất là nhiều số không cũng tương đối nhiều số không đúng không ạ? À, tức là các anh chị chưa biết đến sản phẩm bếp từ của trẻ cũng như chưa kinh doanh đúng không ạ? À, khá nhiều số không. Thì đối với cái trải nghiệm của ý khi sử dụng bếp từ của trẻ ý luôn làm nổi bật đến cái khách hàng của mình cũng như những người xung quanh đó bốn cái ưu việt nhất khi sử dụng bếp từ của trẻ các anh chị ạ. Tức là khi trước khi mình sử dụng bếp từ thì mình sử dụng bếp gái, mình sử dụng bếp gá thì nó không có những cái bốn cái đặc điểm này. Thứ nhất đó là về tiết kiệm về thời gian. Nếu như một cái bữa ăn bình thường mình nấu bếp gá phải là mất cả tiếng đồng hồ để nấu, từ cái việc là đun sôi này, từ cái việc mà sao nấu lửa nó rất là chậm và cái thời gian nấu nó lâu, cho nên là cái món ăn nó cũng không được ngon. Đó, đó là cái tiết kiệm thứ nhất. Tiết kiệm thứ hai đó là tiết kiệm về gì ạ? Tiết kiệm về nhiên liệu. Tiết kiệm về cái nhiên liệu ở chỗ mình phải phân tích như này. Nếu như nấu bếp gas thì là cái nhiệt mà khi mà mình đun nấu á, nó sẽ bị tỏa ra trong cái quá trình nấu. Các anh chị có công nhận á, nếu như ai đó đang sử dụng bếp gas thì là chúng ta sẽ nhìn được cái chỗ hở ấy, chỗ hở mà khoảng cách giữa nồi với bếp ấy, là nó có một cái khoảng hở đó, thì đó chính là cái nơi mà tỏa nhiệt, thì là nó sẽ mất cái nhiên liệu ở đấy và cái thời gian nấu nó cũng 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 hao tổn ở đấy. Cho nên là khi mà nấu bếp từ thì chúng ta tiết kiệm nhiên liệu là cái nhiệt nó là trực tiếp từ cái mặt bếp lên vào cái nồi vào cái nồi từ luôn, cho nên là nó rất là tiết kiệm về cái nhiên liệu đó. Thưa nếu như các anh chị đã sử dụng bếp từ rồi thì các anh chị có thể so sánh rằng là cái tiền điện của mình trước và sau sử dụng bếp từ nó không không chênh lệch là bao nhiêu. Mà nếu như mà chúng ta sử dụng bếp gas thì chúng ta lại phải tốn thêm một cái khoản tiền gas. Bây giờ cái giá thành của cái gas nó cũng là tương đối là đắt so hơn so với trước, cho nên là việc giúp khách hàng hiểu được cái vấn đề đó là tiết kiệm nhiên liệu á, nó cũng giúp về cái kinh tế của họ đó. Và cái ưu điểm thứ ba đó là cái việc lau chùi dọn dẹp ấy, nó rất là sướng. Nếu như bình thường bếp gas chúng ta nấu thì cái inox của cái gas sau một thời gian sử dụng chúng ta sẽ để thấy là nó bị oxy hóa này, kể cả cái mặt 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 bếp gas cũng như là cái nơi mà nấu ấy, thường mà mình mà làm rơi vãi cái thức ăn ra, nó một thời gian nó sẽ bị dễ bị oxy hóa, và cái việc lau chùi dọn dẹp ấy, nó rất là mất thời gian, rất là lích kích đúng không ạ? Nhưng đối với bếp từ thì là mặt kính bếp từ là kính cường lực, cho nên là cái việc lau chùi nó rất là dễ dàng, chỉ cần là một cái giẻ ướt và có thêm cái sản phẩm đi đẩy lau chùi nữa thì nó luôn nó sạch bóng kín kít. Và ý đã sử dụng cái bếp từ này là hơn 2 năm rồi thì thấy là rất là tuyệt vời. Nó lúc lúc nào cũng giống như kiểu là mình đang mới mua hôm qua, lau một cái là sáng 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 bóng luôn. Cho nên là về cái việc lau chùi dọn dẹp là rất là nhanh. Thứ hai nữa là nhìn cái căn bếp của mình nó khi nào cũng thấy là rất là tuyệt vời. Cho nên là cảm thấy là cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, nó đơn giản luôn. À, và cái thứ tư nữa đó là các anh chị phải làm nổi bật được cái sự an toàn. Mình khi tiếp cận khách hàng thì mình cũng có gọi là xoáy vào cái nỗi đau đó là cái sự an toàn đó. Mình kể những cái câu chuyện đó là gì ạ, những cái vụ mà cháy nổ ở chung cư hay là cháy nổ ở các cái hộ dân thì là cái tỷ lệ mà từ cháy nổ từ 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 khí gas, từ hở khí gas, rồi là cháy nổ từ cái việc mà bình gas mà gọi là quá áp á, thì là nó diễn ra là rất là tương đối là nhiều. Cho nên là mình xoáy vào những cái mà sự nguy hại khi mà sử dụng bếp gas đó. Còn bếp từ á, thì nó rất là an toàn đó. Đúng rồi, các anh chị hãy lưu ý bốn cái đặc điểm này nhé. Đó là thứ nhất là tiết kiệm về thời gian, rồi tiết kiệm về nhiên liệu, rồi lau chùi sạch sẽ, và thứ tư nữa đó là cái sự an toàn.
Đó, mình kể những cái câu chuyện có hôm là khi mà sử dụng bếp gas thì Như Ý về nhà thì thấy được cái mùi gas nó bay ra, mình cảm nhận được. Thì khi là mình lại mình lỡ mình bật cái bếp lên một cái thì cái lửa nó phụt ra. Máy mà lúc đấy là ý nghĩ là cái gas nó chưa ro nhiều, nhưng nếu không thì mình cũng rất là dễ bị bỏng bỏng ở mặt. Thành ra là khi mà sử dụng bếp gas thì là nếu như con mình hoặc là ai đó sơ ý mà là không tắt tắt hết đó, thì dễ bị ro rỉ gas và dễ gây ra là cháy nổ. Nên là dùng bếp gas là thì thấy nó rất là không an toàn đối với những người trong gia đình, nhất là ở những cái khu mà ở chung cư. Thì các anh chị hãy khuyến khách hàng là nên sử dụng bếp gas sớm để có được cái sự an toàn tuyệt đối nhé. Bếp tư rồi. Và cái cách tiếp cận khách hàng thì như thế nào? Đối với kinh doanh drop đi thì chúng ta hay thường nói với nhau rằng là kinh doanh drop đi thì tai chúng ta sẽ tỏ hơn, tai chúng ta sẽ là thính hơn, mắt chúng ta sẽ tỏ hơn, và mũi chúng ta ngửi là sẽ thính hơn, đúng không ạ? Vì sao vậy? Bởi vì là bất kỳ một cái sản phẩm gì ở trên drop đi chúng ta đều có thể tiếp cận được khách hàng. Đối với bếp tư thì khi vào gia đình một vào 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 nhà ấy đấy, chúng ta đến chơi hay là chúng ta có cái cơ hội đến nhà họ, thì cái việc đầu tiên là chúng ta quan sát đã, đúng không? Coi xem là nhà này đã dùng bếp tư hay chưa. Khi mà tiếp cận khách hàng đó, chúng ta tiếp cận một cách tự nhiên, không phải là chúng ta tiếp cận một cách mà nó quá là gây cho họ một cái mà gọi là sự đề phòng, đúng không ạ? Nếu như chúng ta mà quá tiếp cận mà quá quá lố lố á thì là gây cho họ cái sự mà đề phòng, chúng ta là vào là để tiếp cận bán hàng. Nhưng trong drop ship thì có đào tạo chúng ta rồi đó, khi mà tiếp cận khách hàng thì chúng ta tiếp cận từ cái việc mà gọi là trao giá trị đó, mong muốn khách hàng có được cái sản phẩm tốt thì chúng ta hãy dùng những cái câu chuyện hoặc là dùng những cái lời gọi là tâm sự đó, để mà tiếp cận làm răng mà xoáy đến cái câu chuyện rằng là khách hàng phải đưa đưa phải phải cho mình thấy được cái mà cần thiết khi mà phải thay đổi từ bếp gas sang bếp tư đó. Đó là trước tiên là về tiếp cận khách hàng khi mà chúng ta nhìn thấy được là khách hàng chưa sử dụng nhé. Còn ví dụ như là ở cách tiếp cận mà gọi là truyền thống mà rộng nhất đó là trên Facebook, trên Zalo, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể là xây dựng cái hình ảnh mình khi mà kinh doanh, các anh chị đã quan tâm đến cái lấy hàng của chén nối, thì theo ý nghĩ là trước tiên là gia đình mình nên có một cái bếp gas để sử dụng, bếp tư để sử dụng. Khi mà dùng bếp tư á, chúng ta sẽ nói về những cái tính ưu việt của bếp tư này, rồi là chúng ta sẽ chụp hình này, rồi là quay những cái món ăn nấu từ bếp tư này. Trong cái quá trình nấu có thể đó là một cái video ngắn thôi, rất là ngắn. Cái việc mà rằng là chúng ta cảm nhận được là cái tiết kiệm về bốn cái tiết kiệm mà ý nói lúc này đó, cộng với những cái sự mà gọi là cái mà mình cảm thấy thoải mái khi sử dụng bếp tư, thì là chúng ta sẽ đưa đến khách hàng trong cái tiềm thức của khách hàng một cách tự nhiên rằng là gì ạ, bếp tư nó hơn hẳn bếp ga. Thứ hai nữa là xây dựng cái hình ảnh rằng là tôi đã sử dụng bếp tư, và thứ ba nữa là tôi có kinh doanh gì ạ, bếp tư. Cho nên là có nhiều khách hàng đối với như ý thì là khi mà họ hỏi mình bếp tư thì là mình đăng bài họ không like đó, hoặc là họ không bình luận đó. Nhưng mà khi mà họ cần, ví dụ như là họ làm nhà, hay là anh em bạn bè họ có những người mà làm nhà hoặc là có những người muốn thấy sang bếp tư, thì lập tức là họ gì ạ, họ sẽ nhắn tin cho như ý là bên em hình như có bán bếp tư phải không. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những ngành cái khí mà bình thường đấy, mình đã xây dựng được cái hình ảnh đập vào mắt khách hàng đó là tôi có kinh doanh bếp tư, tôi có sử dụng bếp tư rồi. Và khi mà cái việc mình xây dựng cái thương hiệu của mình, cái hình ảnh của mình nó thì tạo một cái dấu ấn cho khách hàng, để khi mà khách hàng cần, khách hàng có nhu cầu á, thì khách hàng sẽ nhớ ngay đến đến mình ạ. Đó. Và
những cái khách hàng mà không không có Facebook hay là Zalo hay là bạn bè của mình ở trên các cái mạng trắng mạng thì sao ạ? Nếu như họ mà đang làm nhà hoặc là các anh chị chỉ cần nghe một cái thông tin rằng là có cái gia đình này, bạn mình hoặc là người xung quanh của mình đang làm nhà, thì chúng ta hãy diện sẵn sàng đến để tư vấn cho họ về cái việc rằng là khi mà các anh chị làm bên bếp á, thì theo em thì các anh chị nên cắt đá và làm bếp từ luôn ý. Chứ không chứ sau là mình sẽ mất công thêm một cái công đoạn nữa, đó là phải cắt đá rồi thay sang bếp từ, nó rất là kinh kinh. Có nhiều người chia sẻ rằng là cái bếp gas này mình mới mua cho nên là bây giờ bỏ đi cũng tiếc, mua bếp gas này cũng là tốt mấy triệu, nhưng mà khi mà mình phân tích được bốn cái đặc điểm nổi trội của cái bếp từ đó, thứ hai nữa là cái việc mà sau này mình mà thay sang bếp 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 gas sang bếp từ nó rất là lỉnh kỉnh trong cái việc là phải 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 làm lại bên bếp nữa, thì mình cứ xoáy vào những cái lý do đó để cho khách hàng, để thuyết phục khách hàng. Và đối với những cái người mà đang có cái việc là làm nhà hay sửa bếp đấy, thì cả anh chị cũng nên quan tâm một tí đó. Và cái khi mà khách hàng đã sử dụng cái dịch vụ của mình rồi á, thì thỉnh thoảng là anh chị hãy nhắn tin hay gọi điện để cho gì ạ? Cái khách hàng của mình thì là cái tệp khách hàng xung quanh của mình thực ra là nó sẽ có giới hạn, những cái vô hạn về khách hàng ở đấy, khách hàng đối tiếp khách hàng. Anh chị có công nhận rằng là nếu như một ái đó mà muốn lắp bếp từ thì người ta sẽ thường tham khảo ý kiến những cái khách hàng mà đã dùng bếp từ rồi đúng không ạ? Thì là cái việc mà mình nhờ những cái khách hàng mà đã từng sử dụng cái dịch vụ của mình rồi để lan tỏa cho mình, để giới thiệu cho mình, thì đó là một cái mà gọi là khách hàng không giới hạn. Thì đó thì là một cái số cái chia sẻ của ý trong sáng hôm nay. Và ý khuyên mọi người là nếu như các bạn mà đã thật sự quan tâm đến cái lái hàng thu chén và muốn kinh doanh, thì chúng ta sẽ có những cái hành động có thể là trải nghiệm. Nếu như anh chị chưa trải nghiệm được thì chúng ta phải thật sự quan tâm với sản phẩm, về những cái điểm nổi bật của cái mỗi dòng sản phẩm, rồi là tiếp cận cái hình ảnh về bếp từ thường xuyên. Nếu như lỡ mà có ai đó trong phòng Zoom này mà chưa sử dụng bếp từ của chén, chúng ta đã sử dụng bếp từ khác rồi, thì anh chị có thể là chưa thể thấy bếp từ được đúng không ạ? Mà cũng chúng ta cũng không có điều kiện thấy, thì chúng ta cứ chia sẻ những cái giá trị khi sử dụng bếp từ đó. Và chúng ta lấy hình ảnh mình sử dụng bếp từ, nhưng mà có thể là không chụp cái hình ảnh mà chụp chén, không có cái chụp của chén để chụp, nhưng mà chúng ta cũng cứ chụp cái bếp từ đó. Và khi khách hàng hỏi đến ai có nhu cầu đó thì mình vẫn cứ tiếp tục tư vấn đó về bếp từ của chén, bởi vì là khi trải nghiệm rồi thì thật sự là tuyệt vời. Bếp từ của chén là ý nghĩ đây là một cái sản phẩm có thể gọi là mũi nhọn của chén, nó rất là tuyệt. Và hầu như khách hàng của Ý khi sử dụng cái bếp từ này chưa có ai gặp một cái vấn đề gì hết. Ví dụ như robot hoặc là sản phẩm nuôi chiên tình cảm mình còn phải chăm sóc, hoặc là họ có trong cái quá trình sử dụng họ do chưa biết hết cả cái tính năng cho nên nó sử dụng con sai, rồi là gặp phải một số vấn đề. Nhưng riêng bếp từ thì hầu như là khi từ từ lúc ý bán bếp từ rồi chưa một khách hàng nào điền chị ý bảo rằng là bếp từ nó có vấn đề này vấn đề kia đó, thì các anh chị hãy tự tin để mà kinh doanh nhá. Rồi cảm ơn anh chị kết nối đã cho phép ý đến sóng. Rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Ý ha. Mọi người cảm thấy là sự chia sẻ của bạn Ý tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Mọi người sau khi mà nghe sự chia sẻ của bạn Ý thì cả nhà thấy là đã yêu cái bếp từ của Chen này rồi đúng không ạ? Đúng như là bạn như Ý đã chia sẻ là bếp từ của Chen nó là ngoài những cái tính năng công dụng như là tiết kiệm điện, tiết kiệm thời gian, dễ lau chùi thì nó rất chi là an toàn cho căn bếp nhà bạn đúng không ạ? Và em nghe xin cảm ơn chân thành sự chia sẻ của bạn Như Ý. Cả nhà biết bạn Như Ý là ai không ạ? Bạn Như Ý là một mentor rất chi là xinh đẹp thành công ở Dropi. Bạn đã chinh phục cái liên hàng của Chen này, và em nghe theo dõi Facebook của bạn Ý á, thì thấy rằng á, là bạn Ý đã
Hầu hết đó là các sản phẩm ở trên Qoo10 đó là bạn ý đã sử dụng, trải nghiệm và đã kinh doanh rất chi là tốt cái liên hàng này. Thì em xin nhờ ban tổ chức hãy cho mọi người cái đường link Facebook của bạn Như Ý lên khung chat để tất cả các anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay chúng ta có thể là kết bạn với lại bạn Như Ý để được học tập, và có những cái vấn đề gì mà cần tương tác, cần hỏi thì có thể là tương tác với lại bạn Như Ý ha. Xin cảm ơn Ý, cảm ơn một nhân tơ rất chi là xinh đẹp đến từ thành phố Vinh ạ. Rồi cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Cả nhà hãy thả bông thả hoa. Cảm ơn bạn Như Ý có một buổi chia sẻ thật là tuyệt vời trong ngày hôm nay ạ. Dạ rồi, và tiếp theo chương trình thì em xin mời một bạn nữa, một bạn gái mang cái tên rất chi là hay, bạn gái song Hành, đến từ thành phố Nha Trang. Thì Hành chia sẻ là đã có sử dụng trải nghiệm cái bếp từ Qoo10 này rồi đúng không ạ? Thì ngay lúc này đây thì em xin mời bạn song Hành lên chia sẻ những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm của mình khi mà đã sử dụng bếp từ Qoo10 ha. Rồi mời bạn Hành ha. Dạ, alo ạ. Rồi, chị nghe rồi Hành ơi. Dạ, em chào chị Nga và chào tất cả các anh chị ở trong phòng Zoom ạ. Em thì em tên là Hành, sống ở Nha Trang, là mẹ bỉm sữa. Trước đây thì nhà em sử dụng bếp ga, nhưng mà sau khi mà em mua cái nồi chiên không dầu Qoo10 về á, dùng cái em thích quá, thế là em quyết định mua thêm cái bếp. Bếp thì sau một thời gian dùng thì em thấy rất là thích luôn. Thứ nhất á, là dùng á, trước tiên là em thấy nó đẹp lạ, rồi sau đó là dùng thì dễ vệ sinh. Trước đây như em dùng bếp ga thì mỗi lần vệ sinh bếp ga thì nó rất là lâu luôn, mà ở nhà có bé nhỏ mà vệ sinh lâu như vậy, mỗi lần con khóc có khi là phải vệ sinh mấy lần nó mới xong. Còn sau khi mà sử dụng bếp từ thì vệ sinh rất là dễ luôn, vừa bồng con vừa vệ sinh cũng được mà nhanh nữa. Ngoài ra thì em thấy khi mà dùng bếp từ thì nó tiết kiệm được thời gian. Cái thời gian nấu của mình nó nhanh. Mà ví dụ như mình nấu canh hay là đun nước thì đó là nó rất là nhanh sôi luôn đấy ạ. Với khi mà mình dùng bếp ga thì lúc mà mình nấu là sẽ rất là nóng, và cũng không thể mở quạt được. Còn nếu mà dùng bếp từ á, thì cái mức độ tỏa nhiệt của nó rất là ít, hầu như là nóng nóng rất là ít luôn. Mà nếu có nóng thì mình bật quạt được, cho nên nó rất là tiện ạ. Dạ rồi, cảm ơn Hành. Dạ. Hành chia sẻ tiếp chỉ đi. Có một vài chia sẻ như vậy thôi ạ. Em cảm ơn chị Nga ạ. Rồi cảm ơn Hành ha. Mọi người hãy gửi lời cảm ơn tới bạn Hành ha, một bạn là đại lý của Dropy. Nói chung thì bạn Hành thì trả lời rất là thiệt tình, có nghĩa là cũng giống như em nghe thấy là khi mà sử dụng bếp từ Qoo10 đó là có một cái đặc điểm nữa, đó là mình mà khi mà thời tiết mà nó nóng nóng như là hiện tại bây giờ đó là mình bật quạt. Nếu như mà sử dụng bếp ga thì sẽ bị tắt đúng không ạ? Ga nó sẽ bị lan tỏa ra và nó không tốt cho sức khỏe và có nguy cơ là cháy nổ. Tuy nhiên đó là khi sử dụng bếp từ Qoo10 thì mình có thể là bật quạt và không bị những cái hạn chế giống như sử dụng bếp ga. Cảm ơn Hành ha, một sự chia sẻ thật là chân tình tuyệt vời nhất ạ. Mọi người hãy gửi lời cảm ơn tới Hành, hãy gửi những bông hoa, những bông hoa, những trái tim để cảm ơn bạn Hành ha. Dạ rồi, thì hôm nay thì chúng ta đã nghe được sự chia sẻ của bạn Như Ý và bạn Hành thật là tuyệt vời đúng không ạ? Thì cũng giống như là bạn Như Ý và bạn Hành thì em nghe cũng mê cái bếp từ Qoo10 này ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó. Thì hiện tại thì nhà em nghe thì cũng có đã sử dụng bếp từ Qoo10 ha. Thì em nghe cũng thấy là nó quá là tiện lợi đi. Nếu như mà anh chị em mà nhà mình mà đang có sử dụng bếp ga mà đã cũ rồi á, mà có ý định thay đổi thì chúng ta hãy nghiên cứu về cái bếp từ Qoo10 này. Và cũng giống như là bạn ý chia sẻ đó là hiện tại là một số nhà mà đang có cái ý định là xây nhà thì chúng ta hãy tiếp cận khách hàng bằng cách là tư vấn về sản phẩm Qoo10 ha. Thì
sau khi chia sẻ của hai bạn á, thì em nghe thấy rằng á, là tất cả phòng Zoom của chúng ta á, là mọi người đều muốn tìm hiểu chi tiết hơn, muốn tìm hiểu một cách chi tiết tỉ mỉ hơn về cái bếp từ cô Chen này, đúng không ạ? Và ngay lúc này đây á, là em nghe sẽ bật mí với lại các bạn một nhân vật rất chi là quan trọng, một nhân vật rất chi là tuyệt vời luôn, và anh ấy sẽ xuất hiện trên chương trình Zoom của chúng ta ngay lúc này. Sau khi mà chúng ta thả những cái tràng pháo tay, những cái tràng tim, tràng hoa để chào đón một anh rất chi là xinh, một anh rất chi là đẹp trai, đẹp trai tràn đầy năng lượng, đó là mà ai cả nhà biết không ạ? Cả nhà hãy thả bông thả tim lên ha, để em chuẩn bị mời một nhân vật rất chi là quan trọng lên chia sẻ cho chúng ta trong buổi Zoom ngày hôm nay ạ. Chúng ta hãy thả tim thả hoa ha, để em mời. Dạ vâng ạ, ngay lúc này đây em sẽ không kéo dài chương trình nữa và sẽ mời lên một anh đẹp trai, một anh CEO. Anh ấy chính là ai, mọi người biết anh là ai không ạ? Dạ vâng, đó là anh Đỗ Mai Lâm ạ. Dạ xin mời anh Lâm lên chia sẻ về cái chi tiết về bếp từ Cô Chen để cho tất cả mọi người trong phòng Zoom ngày hôm nay được biết được chi tiết, được những cái công dụng, những cái ưu điểm, những cái điểm USP của cái bếp từ của chị này ạ. Dạ em xin mời anh Lâm ạ. Xin cảm ơn chị Nga rất là nhiều. Xin cảm ơn các anh chị. Xin kính chào các anh chị. Thì hôm nay chúng ta vừa được nghe có các cái đại lý của chúng ta đã chia sẻ đó, chị Hà Như Ý và chị Song Hành. Thì các anh chị cũng đã thấy được một số cái đặc điểm mà khi mà chúng ta bán hàng về bếp điện tử. Thì khi mà chúng ta bán bếp điện tử thì chúng ta sẽ có một cảm giác rất là vui, vui ở chỗ là với mỗi một khách hàng chúng ta bán cho khách hàng cái bếp điện tử thì lúc đó chúng ta sẽ cái gia đình khách hàng chúng ta rất là vui vẻ, rất là happy về sản phẩm và họ sẽ có một cái sản phẩm đi theo họ lâu dài. Và khi họ hài lòng với cái bếp điện tử thì họ sẽ mua thêm các cái sản phẩm khác. Nhưng mà tuy nhiên là khi mà bắt đầu sang về bếp điện tử thì chúng ta sẽ bán bếp điện tử, chúng ta sẽ gặp phải một số vấn đề, đó là những cái câu hỏi mà thường gặp. Thì nếu chúng ta trả lời được những câu hỏi thường gặp đó thì khách hàng sẽ mua hàng của chúng ta. Đầu tiên thì để trả lời những câu hỏi đấy thì các anh chị phải học kỹ sản phẩm, và ít nhất là các anh chị đang dùng bếp từ hoặc là dù đã có bếp từ ở nhà rồi, bởi vì bếp từ toàn ưu điểm thôi. Tôi chả thấy có nhược điểm gì cả. Bếp từ toàn ưu điểm. Mà toàn ưu điểm mà trong khi mình bán hàng, mình bảo cái bếp từ này nhiều ưu điểm, toàn ưu điểm vậy. Xong khách hàng hỏi có thấy nhà bạn đã dùng chưa, bảo chưa dùng. Thế thì nghe rất là buồn cười. Nhưng mà đúng là bếp từ thì nhà tôi đã dùng bếp từ khoảng mười mấy năm nay rồi. Và nó thực sự là những cái thứ mà nó thay đổi cuộc sống trong gia đình. Nó không khói, nó mát, rồi nó dễ chịu, rồi nó bền, rồi nó nấu nhanh, nó nấu ngon, rất là nhiều. Thì tuy nhiên là khi mà những cái người mà họ đang dùng bếp ga ấy, thì họ luôn thấy là như này, bếp ga nhà mình dùng cũng ok, cũng không gặp vấn đề gì cả, thì cũng nấu ăn hàng ngày. Và nhiều người họ cũng không biết là bếp từ nó có ưu điểm vượt trội vậy, họ cũng có nhu cầu để mà thay đổi. Thì khi mà chúng ta tiếp cận thì chúng ta so sánh được cái sự khác biệt giữa bếp điện từ và bếp ga thì lúc đấy người ta mới nghĩ đến chuyện thay đổi. Thì giống như việc là chúng ta khi mà chúng ta ở trong một cái nhà mà chúng ta không có điều hòa, mà chúng ta sống quen thì chúng ta thấy là không có điều hòa chúng ta vẫn sống bình thường, nhưng đến khi chúng ta sống có điều hòa thì lúc đấy chúng ta mới ngoảnh lại thấy đúng là không có điều hòa thật là vất vả. Bếp điện từ cũng như vậy. Nhưng mà khi mà người ta chuyển sang bếp điện từ thì nhiều người họ không đủ thông tin, và khi họ không đủ thông tin thì họ sẽ bị những cái người khác nói những lời tiêu cực làm cho họ không đổi. Ví dụ như tôi nghe nhiều người bảo bếp điện từ tốn điện lắm, thế là một rào cản rồi. Đấy là cái rào cản sai, nhưng mà khi mà người khách hàng chúng ta họ không biết được là bếp điện từ tiết kiệm năng lượng hơn là bếp ga thì khi họ nghe đến cái câu đấy thôi họ không quan tâm luôn. Rồi hoặc là nhiều người thì bảo là bếp điện từ nấu không ngon. Thì cách đây mà lúc chúng tôi mới bán hàng thì tôi có một bạn tôi là thầy giáo vật lý cho các anh chị nhé, thầy giáo vật lý thì cũng chơi thân với tôi, cũng chơi thân rồi cũng hay nói chuyện với tôi. Thì một ngày thì tôi bán bếp điện từ, anh cậu ấy bảo ôi tao nghe bảo là bếp điện từ nấu không ngon bằng bếp ga. Thế là mình cũng nói chuyện với họ, với cậu ấy,
mua cái bếp điện tư này về đi, nếu nấu ngon thì cho trả lại. Phải nói thế này, cậu cậu ấy bảo là, tôi bảo là thế bạn là vật liệu giáo viên vật lý thì bạn phải phân tích được tại sao nó không ngon. Ví dụ như nó không ngon vì nóng chậm thì nó sai vì nó nóng rất nhanh. Nó không ngon vì đều không đều nhiệt thì nó thì bạn sai, bởi vì nếu không đều nhiệt là do cái nồi của bạn chứ không phải là do cái bếp. Rồi nó không ngon là do gì, do không kiểm soát được nhiệt độ à? Thì bảo là bếp ga mới là không cần kiểm soát được nhiệt độ chứ không phải bếp từ là không kiểm soát được nhiệt độ. Rồi rồi ABC rất là nhiều. Thì lúc đấy cậu ấy bảo ừ, thằng hàng xóm nó bảo vậy. Ông hàng xóm bảo không ngon, ông hàng xóm bảo vậy. Để thì bảo ừ, mình nghe, mình phải nghe, mình nghe, mình là giáo viên vật lý mà, mình là người biết tính toán mà, mình nghe mình cũng phải phân tích xem chứ. Bảo ừ thì thấy nghe người ta bảo vậy thì thôi, lâu nay định mua bếp từ rồi đấy, nhưng mà ông hàng xóm bảo là bếp từ nó không ngon, thế là thôi lại 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 đi lắp một cái bếp ga vào. Thế đến lúc lắp bếp từ là phải cắt lại cái bệ, cắt lại cái viên mặt đá, xong lại phải đục khoét rồi nó bẩn nhà, rồi xong lại phải đưa đi cái bếp ga kia, đưa đi cho đi tặng, vì bếp ga cũ đâu có bán được cho ai đâu. Đấy. Ok, bây giờ tôi sẽ quay lại với việc là chúng ta sẽ kiến thức cơ bản một tí. À, cũng có như anh chị biết rồi, biết thì chúng ta lại nghe lại tiếp. Bởi vì những cái kiến thức gì mà chúng ta không nghe trong vòng 3 tháng thì nó sẽ bay mất đâu đi đâu đó. À, chúng ta nhắc đi nhắc lại chúng ta sẽ nhớ hơn và chúng ta sẽ tư vấn tốt hơn. Đó. Ok. Rồi tôi sẽ cái màn hình tính nhá. Nói xong chúng ta sẽ quay lại nói chuyện làm thế nào để bán được bếp nhé. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cái máy mà bếp điện từ chúng ta, mà cái mà chúng ta bán chạy nhất và giá dễ tiếp cận khách hàng nhất, đó là cái bếp điện từ MI 272. Đó. Bếp điện từ thì có cấu tạo là cái mặt kính của nó là bằng sứ hoặc là bằng thủy tinh hoặc là bằng ceramic hoặc là bằng kính cường lực, nói chung là trên cái bề mặt chúng ta có một cái bề mặt rất là cứng thì và bên dưới nó có một cuộn dây. Cuộn dây này thì từ trường nó thay đổi, và khi từ trường thay đổi thì nó tạo lên một cái dòng điện, tạo lên cái nhiệt, tạo lên cái dòng Foucault, và cái dòng Foucault nó làm nóng cái đáy bếp điện từ. Vì vậy cho nên đáy đáy nồi, vì vậy cho nên tất cả cái nồi mà nấu điện từ nó cần phải bắt từ là như vậy. Bắt từ có nghĩa là cái đáy nồi nó có một cái nó có thể tạo ra nhiệt từ cái thay đổi dòng điện bên dưới. Vậy cho nên khi mà chúng ta nấu bóng bếp điện từ chúng ta không bị tỏa nhiệt ra ngoài môi trường. Chúng ta không bị tỏa nhiệt ra ngoài môi trường và nhiệt độ nó truyền lên đáy nồi tới 90%. Như vậy khi chúng ta nấu chúng ta có thể bật quạt, chúng ta có thể nấu trong điều hòa và rất là dễ chịu. Còn khi nếu chúng ta nấu bóng bếp ga thì bếp ga nó sẽ tỏa nhiệt bên ngoài ra bên ngoài rất là nóng. Và bếp điện từ nó tập trung nhiệt lượng như vậy, cho nên là cái toàn bộ cái 90% năng lượng nó sẽ truyền vào nồi, nên là các anh chị nấu không bị mất nhiệt ra ngoài trường và rất là tiết kiệm điện, rất tiết kiệm điện. Và các anh chị phải khẳng định với khách này, với mức giá tiền ga như bây giờ và giá tiền điện như bây giờ thì nếu ai đó mà mua bếp từ của Vũ ấy, về cuối tháng tiền điện tiền năng lượng nó tốn hơn các anh chị đang dùng bếp ga, thì cô Chen cho trả lại hàng và đảm bảo với các anh chị là từ ngày chúng tôi bán hàng giờ là những người mà bảo là dùng bếp từ tốn điện ấy là chưa ai chưa 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 ai nói như vậy cả. Sau đó họ đều thay đổi suy nghĩ và chúng tôi cũng chưa bao giờ bị ai đó trả lại bếp bởi vì nó tốn điện cả đó. Các anh chị cứ tự tin nhé, tự tin nhé. Nếu như bạn của anh chị bảo là bếp điện từ tốn điện lắm thì các anh chị bảo là các anh chị cứ mua đi về đi, nếu mua tốn điện thì chúng tôi trả lại 100% tiền cho các anh chị. Ừ. Ok. Tôi sẽ đi nhanh thôi, những cái gì mà khách hàng hay hỏi thì chúng ta sẽ nói, chứ còn những cái lý thuyết mà ít người hỏi thì tôi sẽ gửi slide để các anh chị đọc. À, bếp điện từ có cái kiểu dáng rất là gọn gàng, mỏng và khối lượng vừa phải, cho nên khi lắp đặt lên bề mặt các anh chị lắp đặt lên nó rất là đẹp, nó tạo nên một cái mặt phẳng. Và khi mà chúng ta vào một gia đình mà thấy có bếp điện từ thì đầu tiên các anh chị thấy nó độ sang trọng nó sẽ tăng lên. Và cái nữa nữa đó là vệ sinh rất là dễ, vệ sinh rất là dễ. Thì khi mà các anh chị nhìn thấy cái nhà mà các anh chị vào mà thấy bếp ga ấy, thì các anh chị nhìn thấy
nó khó mà sang trọng được, bởi vì bếp ga thường sau một thời gian các anh chị sử dụng thì nó không còn đẹp nữa, rồi mỡ rồi dầu nó bám vào. Còn với bếp điện tử thì các anh chị vào căn bếp có bếp điện tử ấy thì các anh chị nhìn thấy nó rất là sang trọng và nó rất là sạch sẽ, rất là dễ vệ sinh. Không có rồi nồi chảo các anh chị lúc nào cũng bóng loáng, nồi chảo nó không có hiện tượng gì là ấy hết. Tôi cho các anh chị xem nhé, đây là cái bếp này là tôi đưa từ nhà cũ qua. Bếp điện tử này nó đây, nó như thế này bao nhiêu năm rồi nó cũng không có, nó cứ sáng bóng, nó cứ bóng như này, không có một cái vết gì là bẩn hay là vết 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 ố hoặc là dấu hiệu xuống cấp hết. Cái này thì tôi dùng 4 năm rồi, 4 năm rồi. Thì cái này là từ nhà cũ tôi đưa qua lúc nào cũng nó cũng sạch, nhìn vào trong phòng là rất là thích. Chắc là lúc nãy tôi để cái màn hình hơi bé anh chị không nhìn thấy, tí nữa tôi sẽ quay trở lại. Thì với một cái bếp điện tử thì hay giúp cho chúng ta có được cái cảm giác là nó sang trọng rồi, mà các anh chị về nhà các anh chị cảm thấy sang trọng thì các anh chị đã cảm thấy tự tin rất là nhiều. Tiết kiệm thời gian nấu nướng thì bếp điện tử nó truyền nhiệt như vậy, nó truyền nhiệt rất là nhanh. Ví dụ như chúng ta có thể đun 1 lít nước trong vòng khoảng 3 phút, 4 phút tùy vào cái công suất của các anh chị. Còn trong khi đó chúng ta nấu bếp ga thường chúng ta mất khoảng 7 phút mới sôi 1 lít nước, mới sôi 1 lít nước. Vì vậy cho nên cái thời gian nấu nướng của anh chị sẽ tăng sẽ nhanh hơn rất là nhiều, rất là nhiều. Cái việc mà chúng ta nấu bằng bếp từ thì ví dụ như là ngày xưa chúng ta là bắc nước xong chúng ta mới đi rửa rau xong chúng ta luộc rau vẫn còn kịp. Nhưng với bếp từ thì là gần như nếu chúng ta cho nước lên đun xong rồi chúng ta đi rửa rau thì cái thời gian rửa rau sẽ không kịp. Cho nên các chị tốc độ nó rất là nhanh, rất là nhanh. Một số anh chị bảo là bếp ga nấu nhanh hơn bếp từ thì các anh chị đấy rất là sai, rất sai. Bếp từ mới là nấu nhanh hơn bếp ga. Đó. Tôi không hiểu là cái thông tin bếp từ tốn điện và bếp bếp từ nấu chậm hơn bếp ga là từ đâu ra. Nhưng mà với cái bếp ga thông thường không phải bếp ga công nghiệp nhé. Bếp ga công nghiệp là một cái dạng khác. Còn với bếp ga hai hộ gia đình chúng ta thì là sẽ tốn tiền năng lượng, tức là tốn tiền mua ga nhiều hơn chúng ta tốn tiền mua điện. Và nó cái tốc độ nấu ấy thì bếp từ nấu nhanh hơn rất là nhiều. Chắc là ngày xưa khi mà các bếp từ đời cũ thì nó như vậy, có thể là như vậy tôi cũng không biết. Thì nhưng mà chúng ta đi bây giờ chúng ta đi bán hàng ấy chúng ta hay bị nói mình nghe những cái câu đấy lắm. Dễ dàng vệ sinh thì cái này tôi nhắc lại nữa là do cái bếp từ nó là cái bề mặt như bếp từ của Chen là bề mặt nó là được phủ một cái một dùng trên một loại kính gọi là kính rất là cứng và nó chịu lực và chịu nhiệt, cho nên là khi các anh chị vệ sinh nó rất là dễ. Và các anh chị dùng 5 năm 10 năm sau thì cái bàn phím của anh chị cũng không bị mờ bởi vì nó in bằng cái mực nhiệt nên là nó cứ đẹp mãi như vậy. Và khi mà chúng ta nấu bằng bếp từ so với bếp ga đó là chúng ta không không có khói, không có khói. Cái này là cái ấy giúp cho chúng ta khỏe hơn rất là nhiều. Bởi vì khi chúng ta nấu bằng bếp ga thì cái khói ga nó sẽ bay lên và chúng ta hít phải khói ga đấy. Thì theo lý thuyết ấy thì ga nó rất rất là an toàn. Tức là khi mà sản phẩm cháy của ga nó tạo ra CO2 và nước, hơi nước. Nhưng mà thực tế thì ga chúng ta nó không được sạch như là trong lý thuyết. Cho nên khi mà các anh chị nấu ấy thì là các anh chị phải ngửi một cái sản phẩm cháy của ga, và cái sản phẩm cháy đấy tôi cũng không biết là gì bởi vì trong cái ga nó không tinh khiết, và các anh chị phải ngửi cái khí ga này hàng ngày thì nó sẽ gây các cái ảnh hưởng đến đường hô hấp. Và nếu như nó cháy mà nó không, cái loại ga mà kém chất lượng nó cháy nó không tạo ra khí CO2 hoàn hảo và nó chỉ tạo ra khí CO, thì cái khí CO này các anh chị hít phải vào thì nó sẽ hạn chế cái khả năng vận chuyển oxy trong máu và nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của anh chị. Cho nên là bếp ga thì nó luôn có một cái độc gì đó mà chúng ta không biết. Và cái bếp ga nữa là các anh chị thấy là chúng ta hàng ngày chúng ta đã phải hít thở bụi rồi, chúng ta phải hít thở những khí ô nhiễm nữa, để lúc chúng ta về nhà nấu ăn chúng ta lại hít thêm một lần độc nữa thì nó ảnh hưởng tuổi thọ cũng như tâm lý cũng như sức khỏe chúng ta cũng như là trí não. Cho nên là nếu chúng ta sạch được lúc nào thì giúp chúng ta khỏe lúc đấy. Đó. Chúng ta môi trường sạch lúc nào thì chúng ta sẽ khỏe được lúc đấy. Thì với bếp bếp ga thì nó sẽ không, các anh chị không phải ngửi một cái khói mà mang chất độc mà chúng ta không biết là gì. Tôi dám chắc là cái khí ga các anh chị ở nhà nó không đủ tinh khiết, bởi vì
Khi mà tôi ở Italy hay là tôi ở, ở Thổ Nhĩ Kỳ thì tôi đã xem những cái nồi của gia đình bạn bè và chính nồi ở nhà máy họ nấu, thì cái đáy nồi nó đẹp lắm, nồi inox của họ nhưng mà nó sáng bóng à. Sau này tôi về Việt Nam tôi xem thì tôi mới thấy là à, cái nồi Việt Nam thì thường cái đáy nồi nó màu đen màu vàng rồi nó bị đổi màu, còn với bếp bếp với cái khí ga mà đang bán ở Italy hoặc là hay là ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thường cái nồi nó vẫn còn sáng bóng, mà cái khí ga Việt Nam thì nó cái nồi nó không sáng bóng, nên các chị phải đang ngửi phải một cái chất gì đó trong người mà các chị không biết, nhưng mà vì ngày nào các chị cũng ngửi cái chất đấy cho nên các chị cảm thấy nó bình thường, nhưng thực ra các chị đang ngửi một cái chất gì đó mọi người. Với bếp khi các chị chuyển sang bếp ga từ các chị không còn phải ngửi cái khí này nữa. An toàn, cái này là cái siêu siêu quan trọng, bởi vì cái an toàn của khi mà bếp ga nó xảy ra vấn đề gì thì chúng ta nó để lại một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi lần mà xảy ra, mỗi năm chúng ta có rất là nhiều vụ cháy nổ qua do xuất phát từ bếp ga. Nhưng mà từ ngày chúng tôi bán bếp từ bây giờ và tôi đọc trên các cái bản tin về cháy nổ ấy thì là tôi chưa đọc được một bản tin nào nói về việc là sử dụng bếp từ gây cháy nhà cả. Mà tôi thường xuyên đọc các bản tin là nổ ga gây hỏa hoạn, nổ ga gây cháy nhà, nổ ga gây chết người, nó nhiều cái nổ ga khác nữa. Mà các anh chị tưởng tượng xem, các anh chị lên YouTube các anh chị tra là nổ ga thì nó ra hàng rất là nhiều các cái vụ nổ ga tại Việt Nam và nó đều để lại một cái hậu quả rất là khủng khiếp. Thì cái việc này thì với bếp từ nó sẽ không chen, nó sẽ không xảy ra, bởi vì sao? Khi mà nó bị quá nhiệt thì bếp từ của nó của chúng ta sẽ tự động ngắt, và khi mà mạch điện của chúng ta mà bị rò rỉ thì chúng ta có cái dây thứ ba để nối đất, nó rất là an toàn, rất an toàn. Tôi kể cho anh chị nghe là cách đây mười mấy năm thì cái bếp ga nó khá là đắt so với thu nhập của một gia đình bình thường. Thế thì lúc đấy thì tôi, nhà tôi thì ông nội ở cùng với ba mẹ và ông nội thích nấu nước. Mỗi sáng thức dậy thì ông sẽ nấu nước, nhưng sao ông lại ra đi ngoài uống nước, hoặc là thỉnh thoảng ông lại ra đi ngoài đi ăn sáng, và xong lúc ông quay về thì thôi rồi, là coi như bếp ga đã nấu tan cái ấm nước rồi. Nhà thì có ấm điện nhưng mà ông nội tôi thì lại ông lại thích nấu bằng nấu nước trên bếp. Vì vậy cho nên là nó xảy ra những cái thỉnh thoảng là nó hỏng nồi thỉnh thoảng này nọ, và đến một ngày thì khi mà gia đình chúng tôi đi làm về thì thấy trong nhà là mùi ga nồng nặc. Sau đó mới biết là gì, ông buổi sáng ông bật lửa lên, ông bật nồi lên để nấu nước, nhưng mà lửa không lên nhưng ga nó vẫn cứ tràn ra trong ra nhà như vậy, ga nó cứ tràn ra nhà, và ông đi chơi ông chả quan tâm. Thì đến khi mà mọi người về nhà thì ngửi thấy mùi ga nồng nặc, thì giả sử lúc đấy mà chúng tôi có bật lửa hoặc chúng tôi làm cái gì để nó phát ra tia lửa thì như vậy nó xảy ra một cái vụ nổ hoặc là cháy nó thật là khủng khiếp. Thì sau đó thì gia đình chúng tôi quyết định là đắt thì đắt, mua ngay cái bếp ga, mua ngay cái bếp điện tử. Đấy là cách đây mười mấy năm, còn bây giờ thì bếp điện tử rẻ lắm rồi, không phải cân nhắc nhiều về tài chính như ngày xưa nữa. Đó. Ok. Tôi phải xin lỗi, tôi xem đồng hồ của ông tôi lại lắm quá giờ của anh chị. Rồi. Chúng ta so sánh với bếp ga với bếp từ thì chúng ta có một cái bảng so sánh như thế này. Tôi sẽ gửi cho các anh chị nhé, để các anh chị đọc, vì nó rất là nhiều thứ. Về thiết kế thì bếp từ đẹp hơn, về an toàn thì có an toàn, bếp từ an toàn hơn, khó xảy ra cháy nổ, còn bếp bếp ga thì nó dễ xảy ra cháy nổ. Rồi bếp từ thì cái độ nóng của bề mặt kính nó vừa phải, nó không nóng lên mấy nghìn độ như là bếp ga. Và về mặt lý thuyết thì bếp từ cũng là khá là an toàn, đấy là lý thuyết. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta mua được cái bếp từ an toàn nó không hề rẻ, bởi vì tôi xem ngoài thị trường thì có những bếp từ là 360.000 bếp từ hai ngăn, 360.000 bếp ga hai ngăn, và có những cái bếp nó chỉ 2-3 triệu thôi. Thì thực ra các anh chị biết là với những cái bếp 2-3 triệu, bếp ga 2-3 triệu, tôi đảm bảo với các anh chị là nó sẽ không có những cái thiết bị an toàn cần thiết, ví dụ như hệ thống báo rò rỉ ga, mà nó chỉ là các cái hệ thống khí chống cháy ngược hoặc là các thứ thôi. Với một cái bếp điện từ, với một cái bếp ga mà loại cao cấp ấy, thì nó không hề rẻ và nó cũng không rẻ hơn bếp điện từ.
Các bếp ga của như TK đang bán ngoài thị trường nó khoảng mười mấy triệu thì nó mới có những cái chức năng, ví dụ như báo cảnh báo khi rò rỉ ga bằng bằng âm thanh, rồi rất là nhiều các cái thiết bị an toàn khác. Và với những cái bếp ga chúng ta đang mua dạ 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu đang trên thị trường thì tôi đảm bảo là các anh chị không có những cái thiết bị như vậy, không có thiết bị như vậy. Về mặt lý thuyết nữa thì bếp ga là nó an toàn người ta mới cho bán chứ ạ. Nhưng trong thực tế thì chúng ta có thể bị chuột gặm, chúng ta có thể bị lão hóa và chúng ta cũng không thay các đường dây, và chúng ta các cái bình ga nó có thể bị gặp vấn đề khi vận chuyển, mà cái rủi ro nó sẽ đến từ đâu đó mà các anh chị không biết. Đó. Ok. Chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để chúng ta để về về điểm nổi trội, ví dụ như chúng ta bếp điện tử chúng lắp đặt lại sang trọng hơn, sử dụng dễ dàng hơn, hiệu suất cao hơn và có nhiều tính năng hơn, tính năng này là quan trọng nhé. Ví dụ như là hẹn giờ, bếp ga thì ít, bếp ga có hẹn giờ nhưng bếp tư là có hẹn giờ. Ví dụ khi các anh chị đang nói chuyện điện thoại hoặc là chị nấu các món hầm, các anh chị nấu bằng bếp ga thì có thể là cái chị gọi một cuộc gọi nó quên mất thì cái bếp ga nó có thể nóng lên, nó bắt lửa và nó gây cháy. Và hoặc là nấu các món hầm ấy thì các anh chị phải canh giờ, còn với bếp tư thì các anh chị hẹn giờ, ví dụ món hầm này là 15 phút, các chị để 15 phút và sau hết 15 phút nó sẽ ngắt. Hoặc là nếu các anh chị đang nấu ăn mà các anh chị ra ngoài, các anh chị quên mất, ví dụ anh chị đang rán một món ăn, một món rán mà ai đấy gọi các anh chị, rồi anh chị nghe điện thoại hoặc anh chị ra ngoài, thì với bếp ga thì nhiệt độ nó sẽ lên mãi, và lúc đấy cái lửa ga nó sẽ bắt vào cái hơi dầu và nó gây hỏa hoạn. Còn với bếp tư trong trường hợp đấy sao ạ? Thì nhiệt độ nó lên đến 250 độ C, lên 260 độ C thì cái bếp nó sẽ tự động ngắt và nó sẽ ngăn chừa một cái cuộc hỏa hoạn. Tất nhiên là nếu các anh chị nấu như vậy thì có thể nó chỉ hỏng thức ăn, với bếp tư nó hỏng thức ăn thôi chứ nó không gây ra hỏa hoạn. Cái điều này là điều bếp ga không làm được, nếu không làm được. Rồi bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ sơ một chút về cái bếp tư mới 272 nhé. Còn chúng ta sẽ có thêm các cái bếp tư khác nữa thì Tuấn Hoa sẽ gửi một bảng so sánh để các anh chị xem. Thì tôi sẽ giới thiệu cái mà chúng ta đang bán chạy nhất, bởi vì là nhiều khách hàng mua cái này nhất. Còn các anh chị mua cao hơn nữa, các anh chị mua TR272, rồi các anh chị mua cao hơn nữa, các anh chị mua GI288, rồi GI388 hoặc là SEI, thì chúng ta có nhiều model nữa. Okay. Tôi sẽ giới thiệu một cái model cơ bản rồi tả zoom lại cho các anh chị. Mặt cứng, mặt kính thì tất cả các mặt kính của bếp điện tử Kuchen đều nó là bề mặt kính siêu cứng. Còn trên MI272 thì chúng ta có khung viền bằng kim loại. Và cái mặt cứng này nó sẽ chịu nhiệt là gì? Khi các anh chị đang nấu nóng, đang nấu ở nhiệt độ cao nhất, và nếu các anh chị bị tràn nước ra ngoài thì nó sẽ tự ngắt. Hoặc là các anh chị đặt các cái vật nặng lên thì nó sẽ chịu lực được khoảng 25 kg. Và khi các anh chị làm rơi, ví dụ nồi mà anh chị làm rơi xuống thì nó không vỡ. Còn trong trường hợp các anh chị rơi vật nhọn xuống thì các anh chị phải để ý nhé. Khi mà vật nhọn mà rơi xuống thì nó có thể gây vỡ. Ví dụ như kính ô tô của chúng ta chẳng hạn. Kính ô tô thì trong khi các anh chị di chuyển lên ngoài đường, các cái va chạm bình thường nó sẽ không gây vỡ. Nhưng mà nếu một viên đá nhỏ nó bắn vào thì lại vỡ. Bởi vì đấy là cái cấu tạo của kính. Nói vậy thôi chứ một năm chúng ta chỉ công chúng tôi bán ra nhiều nghìn cái bếp điện tử thì thỉnh thoảng gọi là cái tai nạn do vỡ, do rơi mũi kéo xuống hay gì đó thì nó ít lắm, nó khoảng đâu đó 50 cái. Còn bình thường thì như gia đình tôi thì chưa vỡ cái nào, và cũng rất là khó vỡ các anh chị nhé. Mặt kính này nó rất là bền và nó rất là bóng, và cái công nghệ in của Kuchen thì các anh chị dùng hết vòng đời của sản phẩm thì cái chữ nó cũng không bao giờ bị mờ, tức là các cái mực in đấy nó không bao giờ bị vơ, không bao giờ bị mờ. Kể các anh chị lấy giấy nhám nhé, các anh chị đánh lên cái mực đấy nó cũng không bị mất mực đó, vì cái mực nhiệt này nó in sâu xuống cái bề mặt kính luôn đó. Có chế độ an toàn trẻ em, có chế độ nấu ở nhiệt độ thấp, có hẹn giờ, có chống tràn, rồi rất là nhiều, rồi có chống tràn,
có booster. Booster là lúc mà các anh chị nấu, các anh chị cân nhanh thì anh chị ấn vào nút booster thì nó sẽ tăng công suất lên để cho anh chị nấu các món sao. Tôi nhắc lại là nhiều nhiều người bảo là nấu món sao không ngon thì thật ra là họ họ đang bị sai. Họ đang bị sai bởi vì có thể là họ dùng cái nồi đáy cái chảo đáy mỏng quá. Đáy mỏng quá thì nó sẽ bị cháy vì nhiệt độ nó tăng lên nhanh quá, hoặc là nó không đều nhiệt. Còn nếu các anh chị dùng cái chảo của chén hoặc cái nồi của chén để nấu ấy, thì món sao nó rất là ngon, rất là ngon, nó không bị như vậy. Tất cả các cái bếp điện từ của chén nó đều đạt tiêu chuẩn an toàn EMC. EMC là nó không có bức xạ độc hại ảnh hưởng cơ thể nhé các anh chị nhé. Cái này rất là quan trọng khi chúng ta bán hàng. Nhiều người nói với tôi là tại sao chúng tôi không bán cái bếp mà nó 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu đi trên thị trường thấy nhiều vậy. Thì thực ra là Kuchen không sản xuất được cái bếp như vậy. Các anh chị biết là vì sao Kuchen không sản xuất được bếp như vậy không? Bởi vì cái bề mặt cứng chịu lực và chịu nhiệt này, nó đầu tiên nó rất là đắt. Sau nữa là các cái thiết bị như ví dụ mâm đông nguyên chất chẳng hạn thì nó cũng rất là đắt. Rồi nó không có bức xạ ảnh hưởng đến cơ thể thì nó là một trong những nguyên nhân gây cho cái bếp điện tử nó giá nó cao lên là như vậy. Còn nếu như chúng ta sản xuất một cái bếp, cái mặt kính nó rẻ tiền hơn, rồi cái mâm nó có thể là bằng nhôm hoặc là các cái tiêu chuẩn an toàn về bức xạ nó thấp xuống thì chúng ta có thể là rẻ xuống được. Nhưng mà với Kuchen thì Kuchen phải đạt những cái tiêu chuẩn như vậy, cho nên Kuchen không làm được những cái sản phẩm quá rẻ. Còn còn nếu mà anh còn còn các hãng khác có thể nó họ giỏi hơn Kuchen họ làm được, nhưng mà với Kuchen là không làm được đấy, không làm được anh chị nhé. Kuchen không làm được những cái bếp quá rẻ vì 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 quá rẻ nó sẽ không đảm bảo về mặt an toàn điện, không thể đảm bảo về mặt hiệu suất của nấu, cũng không đảm bảo về mặt kính nó chịu lực chịu nhiệt và chống xước, rồi cũng không đảm bảo về an toàn, không có bức xạ đấy. Đấy là những lý do mà chúng ta phải có những cái máy cái bếp giá nó phải từ 90 triệu trở lên là như vậy, 90 triệu trở lên là như vậy. Hiện tại của Trang đang phân phối cái này là 11 triệu 900, 11 triệu 900. Còn nếu mà chúng ta mua những cái bếp rất rẻ thì theo tôi thì rất là khó đạt được những điều này. Còn nếu công ty nào đạt được thì tôi cũng không biết, nhưng trên thị trường thì tôi lướt lướt qua thì tôi thấy rất là nhiều công ty là không đạt những cái tiêu chuẩn này. Để các anh chị biết là không nên mua rẻ quá các anh chị nhé, không nên mua rẻ quá, vì mua rẻ quá rất có thể các anh chị sẽ không đạt được những cái chất lượng như là mong muốn, như là mong muốn. Kuchen có bảo hành lâu dài và có linh kiện thay thế, cái này là cái một trong những ưu điểm chúng ta nữa. Linh kiện luôn có thay thế, tức là khi mà giả sử mà nó, quá trình sử dụng các anh chị bị sét đánh rồi bị côn trùng vào hay bị gì đó thì chúng ta có đồ để thay ngay lập tức, và chúng ta có được cái linh kiện lưu kho lâu dài. Thì trường hợp này chúng ta gặp rất là nhiều, với một số anh chị em bảo thôi 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 em đi mua cái bếp điện từ gì bạn em xách tay về, ok bạn em xách tay về, nhưng mà đến lúc hỏng thì bạn em lấy cái gì ra để mà thay cho em thì em không có đó, ví dụ vậy. Rồi chúng tôi gặp rất là nhiều khách hàng họ mua cái bếp từ mà không có phân phối chính hãng tại Việt Nam, thì lúc mà nó bị hỏng họ đưa qua nhờ chúng tôi sửa chữa thì chúng tôi không có cái gì để sửa cho họ cả. Chúng tôi cũng rất là nhiệt tình đi tìm 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 trên thị trường là có cái A cái B cái C này không, rồi để mà mua thay cho họ, không có, và họ phải vứt luôn cái bếp điện từ dù cái bếp họ mới mua và rất là đẹp, rất là đẹp. Bởi vì trong quá trình sử dụng anh chị không biết được là lúc nào đó nó sẽ tự nhiên, các anh chị chúng ta đi du lịch vài ngày về thì trong cái bếp điện từ nó có con dán vào hoặc là côn trùng vào chẳng hạn, nó làm tổ trong đó và lúc anh chị bật điện lên nó cháy thì không có linh kiện để thay. Còn Kuchen thì có linh kiện để thay và Kuchen bảo hành rất là dài, với 10i272 Kuchen bảo hành 3 năm, còn với các cái sản phẩm sản xuất tại Đức Kuchen bảo hành tới 5 năm, 5 năm đó. Các cái hãng trên thị trường ít hãng và bảo hành tới 5 năm. Ok rồi, tôi sẽ chuyển cái này cho các anh chị để các anh chị xem nhé. Các chị cứ đặt các cái câu hỏi về 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 ấy, bếp điện từ lên đây để tôi trả lời. Bây giờ 6:19 rồi, các anh chị chuẩn bị đi làm rồi. Thế mà tôi sẽ lướt qua một tí xong rồi tôi sẽ trả lời câu hỏi để trả giùm lại các anh chị. Ok.
EMC là gì ạ? Rồi. À, EMC là cái tiêu chuẩn mà để mà đo lường cái bức xạ nó độc hại ảnh hưởng đến cơ thể. Và với những cái bếp phụ chen thì có cái này, cái này. Và khi mà chúng ta mua, khi mà chúng ta bán hàng thì có, cũng có một số các cái bếp trên thị trường nó không đạt cái tiêu chuẩn này, thì nó có thể có cái bức xạ gây hại cho cơ thể, bức xạ gây hại cho cơ thể. À, cái này là cái mà chúng ta, tôi quên nói, đó là ảnh hưởng của bức xạ từ từ cái bếp ga. Thì khi mà bếp ga thì cái lửa ga nó đạt lên đến khoảng 4.000 độ C, mà còn khi mà cái lửa lên màu xanh thì nó còn là hơn 4.000 độ C. Còn chúng ta ở Việt Nam mà ga nó rất khó có cái loại ga mà nó lửa nó đạt lên vượt lên cái màu xanh đó. Nhưng mà khi mà nó có cái màu vàng hoặc là màu hơi xanh ấy, thì chúng ta cũng đã lên khoảng 4.000 độ rồi, và nó sẽ tạo nên cái bức xạ, một số cái bức xạ nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể. À, các anh chị ở Ropi thì các anh chị sẽ hiểu là các anh chị tham gia các cái zoom chống nắng ấy, thì các cái zoom về kem chống nắng, các anh chị sẽ hiểu là các cái bức xạ nó sẽ ảnh hưởng đến da chúng ta. Thì nếu mà chúng ta nấu bếp ga cũng chính là chúng ta đang gây tác hại lên da của chúng ta. Còn với bếp từ thì nó chỉ lên 260 độ C và cái bức xạ từ cái phát nhiệt nó không có. Còn bức xạ từ trường thì chúng tôi đã kiểm soát để nó đảm bảo không ảnh hưởng sức khỏe người con người, cho nên chúng ta đã an toàn về từ trường và chúng ta an toàn về bức xạ về nhiệt. Thì nếu các chị đang mua một cái bếp, chị mua một cái lọ kem chống nắng rất là đắt tiền, 500.000, 600.000, thậm chí một số kem chống nắng nó tới hơn 1.000.000, rồi các anh chị lại đi nấu ga, nấu bếp ga gần nó, thì các anh chị đang gặp vấn đề về chi tiêu, gặp vấn đề chi tiêu đó. Cái nữa là với một cái bếp, với một số khi chúng ta đi tư vấn bán hàng sẽ có rất là nhiều khách hàng họ bảo là chị chưa có tiền. Chị chưa có tiền thì ok, nếu chị chưa có tiền chị có thể trả góp mà. Trả góp. Bởi vì khi mà chúng ta dùng bếp ga nhé. Lúc nãy tôi quên có một cái bảng so sánh mà tôi không kịp nói nữa. Tức là bình thường chúng ta dùng bếp ga thì chúng ta dùng hết khoảng bao nhiêu, 260.000 cho đến 500.000 một tháng về bếp ga. Trong đó khi đó nếu các chị dùng bếp từ thì các chị sẽ hết khoảng 60.000 cho đến khoảng 120.000 tiền điện. Đầm đó. Thì các chị càng dùng bếp ga thì các chị càng tốn tiền năng lượng. Và nếu các chị lấy cái tiền đó để mua bếp từ ấy thì sau 2 3 năm thì là cái tiền chi phí năng lượng nó sẽ bù lại cái tiền các chị đầu tư bếp ga. Bếp từ và sau một thời gian nữa thì các chị càng dùng thì các chị càng lãi so với anh chị dùng bếp ga. Ngoài các cái ưu điểm về chống cháy nổ, về an toàn điện, về các loại an toàn, về độ sướng, thì chúng ta còn một thứ nữa, đó là chúng ta hiệu quả về mặt kinh tế hơn. Vì càng dùng thì các anh chị sẽ chi phí ít hơn so với bếp ga, thì như vậy càng dùng các anh chị mà càng không có tiền, các anh chị càng dùng bếp ga thì các anh chị lại càng không có tiền. Đó là cái mà các anh chị, khi các anh chị tư vấn các anh chị sẽ nhận thấy. Ví dụ mỗi tháng chúng ta tiết kiệm bao nhiêu, 200.000 tiền năng lượng, thì mỗi năm chúng ta sẽ tiết kiệm được 2.4 triệu đó. Thì sau vài năm thì cái tiền tiết kiệm năng lượng nó thừa tiền mua bếp ga rồi. Bếp từ đơn có tính năng chống tràn không ạ? À? Cái này để tôi hỏi lại nhé, vì nhà tôi thì không dùng bếp, nhà tôi thì ở đây lâu nay tôi cũng không dùng bếp từ đơn, vì nồi inox là nấu được bếp điện từ Kuchen đúng không ạ? Nồi inox thì như này, nồi inox nó có hai loại, có hai ba loại nồi inox. Tức là nồi inox mà nó có đáy từ thì nấu được bếp từ, còn nồi inox mà nó không có đáy từ thì sẽ không nấu được bếp từ. Nhưng mà trên thị trường bây giờ 90% các anh chị mua hàng ở siêu thị đó là nồi có bắt từ hết. Cho nên khi các anh chị đi mua nồi, các anh chị lên chỉ bảo là chỉ hỏi xem nó có bắt từ không thì nhân viên họ sẽ tư vấn cho các anh chị. Và nồi inox bây giờ nếu các anh chị mua nồi inox bình thường thì nó cũng khá là rẻ. Một số hãng ở Việt Nam họ bán thì nó chỉ khoảng hơn 1.000.000 các anh chị có một bộ nồi rồi. Nếu mà các anh chị mua nồi inox sản xuất trong nước nó cũng không phải là quá đắt. Đó. Và với những cái bộ nồi mà các anh chị không biết nó có an toàn hay không thì các anh chị nên xem lại các zoom về nồi để các anh chị xem. Bởi vì cái nồi là thứ rất là quan trọng. Và nếu mà nhà chúng ta có các cái nồi mà nó chất lượng thấp thì chúng ta nên vứt ngay. Bởi vì các anh chị bỏ tiền cho rau sạch, các anh chị bỏ tiền cho gà sạch, thịt sạch, mà nếu các anh chị bỏ tiền cho cái nồi mà nó rẻ tiền ấy thì các anh chị đang đi ngược lại với cái tiêu chí của anh chị là an toàn và khỏe.
À, thì cái để có hiểu biết về nôi thì hầu như chúng ta sử dụng nôi từ khi chúng ta sinh ra đến giờ, nhưng mà chúng ta cũng không có hiểu biết về nôi một cách kỹ càng. Thì các anh chị nên theo ra các cái zoom của Google về nôi, và anh chị nên xem lại cái đấy trên các cái YouTube để thì các anh chị sẽ hiểu rõ hơn về nôi các anh chị nhé. Ok, mình vẫn bán bếp từ đơn bình thường, và sắp tới chúng ta lại có cái bếp từ đơn lô mới về, thì khoảng tháng tới chúng ta lại phân phối trở lại rồi các anh chị nhé. Ok, bây giờ đã 6:25 thì các cái giới thiệu về nô về về điện tử thì chúng ta sẽ không có điểm dừng. Chúng tôi còn rất là nhiều điều để nói với anh chị, nhưng mà do thời gian có hạn và các anh chị chuẩn bị đi làm rồi, thì là các anh chị tôi xin trả giùm lại cho chị Nga để chị Nga tiếp tục chương trình, vì chúng ta có cái phần quan trọng là giới thiệu những cái khuyến mại của Uchen trong tháng này. Rồi, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn sự chia sẻ chân tình và quá là chi tiết của anh Lâm ạ. Cả nhà thấy sao ạ? Buổi Zoom hôm nay quá là tuyệt vời đúng không ạ? Em để ý trong phòng Zoom của chúng ta hôm nay là tất cả các anh chị em là đều là cẩn thận ghi chép chi tiết ha. Thì em thấy là một số anh chị cũng còn có những câu hỏi để mà hỏi anh Lâm về cái bếp từ Qchen này á. Thì em thấy nhà cung cấp đã gửi cái link Zalo Facebook ở trên khung chat rồi đó mọi người. Thì các anh chị hãy cập nhật, hãy join vào cái group Zalo đó. Thì có gì thì các anh chị hãy vào trong nhóm đó hỏi. Thì bên nhà cung cấp thì sẽ trả lời trực tiếp cho anh chị trong buổi Zoom ngày hôm nay ha. Dạ, các anh chị hãy vào trong group đi ạ. Nãy em có thấy Tấn Hòa gửi lên trên khung chat rồi. Ai 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 copy được cái đường link đó thì gửi lại giúp em để mọi người cùng vào ha. Mọi người hãy gửi lời cảm ơn tới anh Lâm, một CEO có tâm có tầm. Và nói chung là em rất thích cái liên hàng Qchen này. Thì đúng giống như là anh Lâm và các bạn đã chia sẻ thì dùng bếp từ Qchen ai nhìn thì đều là thích đúng không ạ? Thích ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên khi mà đặt cái bếp từ vào trong cái căn bếp nhà mình rất chi là sang trọng. Và em rất thích là cái câu chia sẻ của anh Lâm là chúng ta sử dụng gì thì sử dụng nhưng mà cũng phải chú ý an toàn cho căn bếp nhà mình đúng không ạ? Và bếp từ Qchen là có một cái đặc điểm á. Nãy em có nghe là anh Lâm có chia sẻ cái đặc điểm của cái bếp từ Qchen của mình á là có một cái đặc điểm là đạt tiêu chuẩn MC. Thì cái này là một số người cũng chưa có biết, và ngay như bản thân em nghe là tìm hiểu thì thấy là nó rất chi là thú vị. Thì như vậy thì các anh chị hãy yên tâm về cái sản phẩm về bên liên hàng Qchen của mình ha. Thì ngay bây giờ đó là em sẽ giới thiệu một người vô cùng quan trọng trong buổi Zoom ngày hôm nay. Đó là một chị mentor xinh đẹp, giỏi giang. Chị đã từng kinh doanh cái liên hàng của Chen này rất chi là thành công. Không những một mình chị mà cả chồng của chị đều kinh doanh cái liên hàng này. Và ngay bây giờ thì em sẽ xin mời chị lên chia sẻ về những cái định hướng sắp tới để mà phát triển kinh doanh cái liên hàng của Chen này ha. Và những cái chương trình khuyến mãi thật là lớn khủng ở trong cái liên hàng của chị em trong tháng này. Và bây giờ em sẽ xin mời chị Hạnh Nguyên, một mentor xinh đẹp lên chia sẻ ạ. Dạ em mời chị Nguyên ạ. Cảm ơn em Nga nói hơi quá rồi ha. Anh Nguyên xin chào tất cả các anh chị em đang có mặt trong phòng Zoom ngày hôm nay. Anh Nguyên tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, và hiện tại là mentor 1 sao tại Dropy. Thì cũng như em Nga giới thiệu thì cả hai vợ chồng nhà Hạnh Nguyên là đều tập trung vào cái là hàng Qchen, và bạn thấy rằng là bạn cái là hàng Qchen này rất là thích, vì nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực, và đặc biệt là cái bếp từ cả nhà, bán bếp từ là khỏe lắm luôn, rất là khỏe luôn, mà thậm chí là đi lắp đặt thì cũng cứ khỏe luôn. Lắp bếp từ thì nó khỏe hơn rất là nhiều so với máy rửa chén đó. Nhưng mà và hướng dẫn sử dụng bếp từ thì cũng siêu dễ, một tích tắc là xong, và sau đó là mình chỉ nghe phản hồi tích cực nữa thôi, chứ còn ở trong quá trình sử dụng hầu như là mình không có phải hướng dẫn thêm cái gì nữa. Hành Nguyên thấy rằng là những cái gia đình mà đã dùng cái bếp từ khác ấy, thì kể cả nhà giàu nhá cả nhà, vì là họ không được tiếp cận ấy. Thì như hôm bữa là vợ chồng Hành Nguyên lắp máy rửa chén cho một đại gia, thì thấy cái bếp từ của họ nó bề mặt nó xước rồi, mặc dù mà mới dùng được 1 năm mà đã xước rồi. Chứ còn như bếp từ của Cú Chén á, thì như lúc này chị Hà như ý chia sẻ đó,
dùng hơn 2 năm nay rồi mà vẫn như mới. Và chị chồng nhà anh Nguyên cũng dùng cái bếp từ đôi cụ chén của mình. Nó mới lắm. Lúc nào cũng như mới. À, mình lau qua một cái là nó sạch bóng, sáng bóng. Rất là sáng. Còn những cái hàng tháng thì anh Nguyên đã thấy là nó để lại vết. Và mặc dù là mình cố tình dùng cái chai lau chùi rất là kiểu rất là chất lượng đấy đó, để thử xem thử là nó có trở về được như mới, nhưng mà không, nó đã bị xước. Và cả nhà biết không, cái bếp từ thì nói chung tất cả các loại hàng của chén này, đa số những cái sản phẩm này đều là có point rất là cao, và hóa hồng cũng đi theo đó luôn. Vì thế á, và cái mùa này là mùa hoàn thiện nhà này, anh Nguyễn thấy là giờ mùa này là mùa hoàn thiện nhà này, nên là chúng mình vẫn phải tiếp cận, và đặc biệt là ít nhất là cũng phải đăng bài để có những người anh em bà con của mình, nhiều khi là làm nhà đó mà mình chưa kịp nói chẳng hạn, họ không kịp thấy, họ không kịp biết mình có bán bếp từ, thì chúng ta hãy đăng bài và chúng ta hãy chia sẻ, có lời nhắn, có dặn dò, thấy ai đó mới làm móng thôi là mình đã nên dặn rồi. Tức là bên em có những cái sản phẩm mà như thế, không chỉ là bếp từ mà máy rửa chén rồi bồ nồi các thứ, thì mình phải phải dặn dò và bảo rằng là nếu mà cần thì em có thể giới thiêu đó, những cái đặc điểm như thế thì có thể đối với những nhà có điều kiện kinh tế khá giả, người ta có thể là một phun cái sản phẩm của cô chén. Nhưng mà những nhà mà họ chưa có điều kiện á, thì ít nhất mình cũng vào được cái bếp từ, bởi vì là cái bếp từ với cái mức giá 11.900 thì nó không phải là quá cao, có thể là nó cao hơn so với những cái bếp mà 5-6 triệu trên thị trường. Tuy nhiên là để đem lại cho mình một cái sự an toàn và một cái sự sang trọng trong căn bếp, thì đó là một cái khoản rất là đáng đầu tư. Và không chỉ là an toàn sang trọng mà nó còn đem lại cho chúng ta những cái bữa ăn ngon hơn, và cái người đứng nấu ở bếp từ thì nó cũng tràn đầy cảm hứng hơn, cho nên cũng đó cũng là lý do mà tạo được những cái bữa ăn ngon hơn. Thì ở đây tiếp theo thì anh Nguyễn nhờ Tấn Hoa chia sẻ giúp chị cái những cái chương trình khuyến mại của Cú Chén mà sẽ kết thúc tại thời điểm 31 tháng 12 cả nhà nhé. Có nhiều 31 tháng 3 xin lỗi cả nhà. Còn là báo cáo tài chính nên là cứ quen với 31 tháng 12. Có những cái khuyến mại thì kéo dài đến 30 tháng 4, nhưng cả nhà lưu ý rằng là có những cái khuyến mại nó kết thúc ở 31 tháng 3 cả nhà nhé. Nên là mình phải tranh thủ cơ hội. Đấy, đầu tiên là cái máy ép chầm, mà mình khi mua máy ép chầm thì được mua nồi chiên với giá chỉ 1 triệu đồng. Quá là hấp dẫn luôn cả nhà. Quá là hấp dẫn luôn. Ôi, Tấn Hoa quá. Tiếp theo cho chị nhé, mua đại lý bán được 3 cái máy ép chầm, thì ngoài cái, tức là ngoài cái mà voucher mà khách hàng được hưởng, thì khi mà đại lý bán được 3 cái máy ép chầm thì đại lý sẽ có một cái phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng. Cái phiếu mua hàng này sẽ được trừ trực tiếp vào cái sản phẩm mà mình sẽ mua. Ví dụ như sau khi mình bán được cái máy ép chầm là 3 cái máy ép chầm, thì bây giờ mình mua cái nồi chiên hấp trị giá 6 triệu 9 ý, thì mình được trừ 2 triệu thì chỉ còn 4 triệu 9 nữa thôi cả nhà. Còn hóa hồng và bói của mình thì vẫn bình thường. Có thích không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đó, và hiện tại là đang có cái cuộc thi 7 ngày vui khỏe cùng Cú Chén Healthy Care khởi động mùa hè đó. Thì hiện tại thì mọi người đã tham gia rồi. Tim Hành Nguyên cũng có một số anh chị em tham gia và ngày nào cũng làm được kẹp. Mọi người cố gắng tiếp tục nhé, để rinh cả cái phần thưởng như là máy xay thịt và bàn chải sóng âm về, bàn chải sóng âm tắm nước về cho nhà mình. Bởi vì cái cặp đôi chăm sóc sức khỏe răng miệng đó rất là tuyệt vời. Và cái máy xay thịt cũng thế. Cái máy xay thịt là mọi người để ý xem thử ở trên cái số lượng đã bán, mấy chục nghìn luôn. Bếp từ thì hiện tại là không có chương trình khuyến mại nhé. Đó, đây còn có một cái ưu đãi nữa cho cái đối tác mới. Hình Nguyễn thấy đợt này là đối tác mới có quá nhiều ưu đãi luôn. Tăng thêm hai cái phụ kiện đánh rượu bông, từ họ hai phụ kiện bóc vỏ. Khi mà mình mua một cặp máy xay thịt.
À, Hồng Duyên và của Việt Tư à, cái này thì chúng ta hỏi anh Lâm ha. À, còn cái khuyến mại nội chiến này, bình thường là nội chiến mình hiếm khi có khuyến mại đúng không? Cả nhà để ý mà xem, à, khó khăn lắm, hiếm hoi lắm thì nội chiến mới khuyến mại cho mình một cái chảo. Và cũng lâu lâu lắm mới có chứ không phải là dễ dàng có. Và đợt này thì nồi chiên mà khuyến mại cái máy xay thịt thì đúng là một cặp đôi hoàn hảo luôn. Cả nhà thấy sao ạ? Và anh Nguyên thấy rằng là cái khuyến mại lớn nhất là anh Nguyên thấy rằng là máy rửa chén mà tặng nồi chiên không dầu. Thật là khủng luôn á. À, vừa rồi khoe với cả nhà thì vừa rồi anh Nguyên cũng đã kịp chốt một máy rửa chén tặng nồi chiên không dầu cho bạn. Một cối sấy thì không được tặng lòi bóc tỏi mà phải là một cặp đôi, và cái này chương trình này chỉ dành cho đối tác mới cả nhà. Đối tác mới là đối tác ký quỷ chưa đủ 30 ngày ấy. Rồi, và cái chương trình khuyến mại của bộ nồi kim cương thì nếu mà mua bộ nồi kim cương 5 nồi trị giá 9.990.000 á thì được tặng con dao nhật trị giá 2.2 triệu, và bộ nồi kim cương mà 3 món á thì là được tặng máy xay thịt. À, cả nhà, toàn là những khuyến mại khủng. Và kể cả bếp tư thì anh vẫn thấy rằng là không có khuyến mại thì nếu như mà mình có nhu cầu, nếu như mình có dự định thì mình dính càng sớm càng tốt, vì mình có sớm tương nào thì mình dễ bán, tức là mình được hưởng sớm từ đó, được sướng sớm từ đó, và chốt đơn sớm hơn từ đó. Ôi, đây cái chương trình khuyến mại anh vừa nói xong đấy. Một bà nồi kim cương được tặng cái máy xay thịt. Mọi người ạ, nếu như chưa có tiền đủ để lấy tròn bộ nồi kim cương thì hãy lấy là ba cái nồi kim cương này. Nó đỉnh của đỉnh luôn. Anh Lâm vẫn toàn là nhắc cái câu cam kết của anh ấy là nếu mà bộ nồi này khách thấy nó không xứng đáng với giá tiền thì cho cầm cái chảo mà đập vào mặt luôn ấy. Tại vì là nó chắc chắn là không thể chế vào đâu được. Anh ấy đã thử rồi, đã ra tần Lotte rồi, và đã dùng thử rồi. Anh Nguyễn đã rinh, tức là rinh về anh Nguyễn thì hiện tại đã đang dùng bộ nồi ý phủ đá núi lửa. Nhưng mà rất là may mắn là chị chồng hôm đó là chốt cái bộ nồi kim cương, cho nên là anh Nguyễn đã có cơ hội để dùng thử cả cái bộ nồi kim cương này rồi. Nó tuyệt đỉnh lắm cả nhà. Nồi nào như chảo. Chị dùng từ cái hôm đó là Tết. Hôm Tết đến giờ thì mình sẽ không phân biệt được là cái nồi nào chỉ cất để chỉ chưa dùng tới và nồi nào chỉ đang dùng. Nó cứ như mới thế. Rồi, còn cái một cái khuyến mại nữa là mua máy giặt cu chen thì sẽ được tặng cái bộ đồ chăm sóc răng miệng. Cái bộ đồ chăm sóc răng miệng này Hành Nguyên cũng đã dùng cả hai. Từ bàn chải sóng ấm cho đến tăm nước, và cũng đã bán cả hai cái thì đều nhận được cái feedback rất là tuyệt vời. Và nếu mà mình muốn sở hữu miễn phí cái cặp đôi này thì mình hãy ring cái máy giặt này về là mình sẽ có được cái bộ đồ chăm sóc răng miệng. Phần điểm danh thì của team nào thì sẽ điểm danh ở team đó anh ạ. Đó. Và hàng tuần á thì cô Trang lúc nào cũng có một cái dung cố định, đó là 14 giờ chủ nhật hàng tuần thì mời các anh chị note cái lịch này lại và tham gia, thì mình sẽ cập nhật được rất là nhiều kiến thức và nhiều cái chương trình của cô Trang nhé. Rồi còn khi nào bất cứ có cái chương trình khuyến mại nào mới thì Tấn Hoa và các cái anh chị em trong cô Trang thì sẽ đều là update lên các cái group Zalo, và để trả lời cho cái câu hỏi mà nồi chiên hấp bao giờ có thì anh Nguyễn xin nhường mic lại cho anh Lâm ạ. Em xin mời anh Lâm tiếp cho em cái phần này ạ. Anh Nguyễn đã thấy được trên khung chat rồi, anh Lâm đã trả lời trên khung chat rồi cả nhà. Nồi chiên hấp thì chúng ta sẽ đáng ra chúng ta đã có rồi, nhưng mà do nhiều cái lý do ở nhà máy thì họ sẽ bị chúng ta bị trễ lại cho đến tầm khoảng 15 cho tới 20 tháng 4 thì mới giao đến tay các anh chị được. Thì cô Trang cũng đang rất là nóng ruột với cái này, nhất là những ai mà được giải thưởng từ công ty nước giặt nước xả ấy, ở bên chỗ anh Sơn ấy,
kiểu công ty nước giặt nước xả gì Ucle à. Thì một số anh chị em này chưa chưa nhận được cái nồi chiên hấp ấy, thì các anh chị ấy gọi điện cho bên Ucle suốt ngày và mắng Ucle là lừa họ. Thì như vậy thì cô Chen cũng rất là đau đầu, ngày nào cũng phải trả lời là không phải Ucle lừa các bạn mà là vì cô Chen chưa cấp được hàng cho Ucle. Thì các anh chị chờ cho đến khoảng 20 15 20 tháng sau, tháng 4 thì các anh chị sẽ được nhận. Thì tôi cũng hiểu là các anh chị được tha hưởng ở bên Ucle rất là nóng lòng. Tôi anh Sơn suốt ngày gọi cho tôi bảo là anh ơi, bên đại lý lại chửi bọn em lừa họ rồi. không có ai lừa các anh chị ở đây cả, mà do là cái việc mà nó chậm trễ trong cái quá trình sản xuất, đó là chuyện rất là bình thường thôi. Bởi vì nó chỉ cần thiếu một cái linh kiện, một cái mạch điện hay một cái IC, nó có thể dừng lại cái bây giờ chúng ta có trong sản xuất ấy, thì là tất cả nhà máy họ sẽ không không bao giờ sản xuất hết tất cả các linh kiện được. Ví dụ như chip điện tử thì nó phải mua từ công ty chip điện tử, cho nên là khi chỉ cần thiếu chip điện tử thôi là máy móc lắp xong là dừng lại đấy. Thì chúng ta cũng bị như vậy. Thì khoảng nhà máy hứa là khoảng 15 tháng 4 sẽ có ở Việt Nam, thì các anh chị sẽ nhận được khoảng tầm 20 tháng 4 nhanh anh chị nhé. Đấy, hôm qua chúng tôi có một khách hàng cũng hỏi là ồ anh ơi, tại sao cái thiết bị là sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mà trong này lại có linh kiện từ Trung Quốc, có linh kiện từ Đức, có linh kiện từ Italy. Thì cái này là các anh chị hiểu là như này, trong một cái thiết bị là có hàng nghìn các cái linh kiện và nó sẽ được cung cấp bởi bởi các cái nhà máy trên toàn thế giới. Vậy cho nên là có thể là cái máy robot chẳng hạn, nhưng mà khung thép ấy là sản xuất tại Iran, thì khi mà Iran bị dịch bệnh ấy hoặc là Iran nó gặp vấn đề ấy, thì bên Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không có khung thép để sản xuất máy. Cho nên là cái việc chậm trễ nó cũng xảy ra. Ví dụ như các anh chị bây giờ mà đi mua ô tô ấy, thì ô tô hầu như ô tô trên thế giới, các loại ô tô hầu như các anh chị bị chờ giao hàng là như vậy. Nó sẽ có gián đoạn do chiến tranh, gián đoạn do sản xuất, nên các anh chị thông cảm là cái mạch điện của bên 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 nồi chiên hấp họ bị chậm trễ bởi cái nhà cung cấp IC, nhà cung cấp cái chip điện tử, cho nên là chúng ta bị lùi lại. Thì khoảng 20 tháng 4 sẽ chậm nhất là 20 tháng 4 các anh chị sẽ có. Rồi, em xin chào anh Lâm. Mọi câu hỏi là được anh Lâm giải đáp, và nếu mà ai có phát sinh thêm câu hỏi nào thì là chúng ta cứ join vào cả cái group của Uchen nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bật mic, tận hoa cho phép mọi người bật mic và chúng ta chúc nhau ngày mới, tạm biệt nhau. Rồi, cả ngày xin anh chị một phút về trả lời câu hỏi này nữa, xong rồi chúng ta sẽ nghỉ chung. Đó là cái nồi kim cương thì nó có lâu sôi hay không? Thì đáng lẽ là chúng ta sẽ trả lời trong cái câu hỏi trong cái bộ nồi, nhưng mà nhân đây thì tôi trả lời luôn. Đó là gì? Cái cảm giác của nồi kim cương thì cái cảm giác ban đầu nó sẽ sôi chậm hơn, không phải là vì nó truyền nhiệt chậm hơn, mà là vì nó truyền nhiệt nhanh quá. Nó truyền nhiệt nhanh quá thì nó truyền nhiệt rất là nhanh, rất là đều. Thì khi mà chúng ta nấu nồi kim cương ấy thì là nhiệt nó sẽ nóng từ trên xuống dưới và nóng 3D. Thì như vậy cho nên cái cảm giác là nồi kim cương nấu chậm hơn một chút, nhưng thực ra không phải, nó nấu nhanh hơn. Vì ví dụ chúng ta luộc con gà chẳng hạn thì cái nhiệt độ nó sẽ đều từ bên dưới lên trên. Vậy cho nên con gà nó sẽ chín từ 3D, và thời gian luộc con gà nó sẽ giảm đi so với việc chúng ta nấu bằng các loại nồi khác. Vì này, nó nóng cả trên thanh này dẫn đến đáy. Còn với những cái dạng nồi khác ấy, thì thường là cái đáy nó nóng, nhưng bên thanh này nó bị giảm nhiệt độ. Vậy cho nên là nó chỉ chín một chiều từ dưới lên thôi. Cho nên là nó, ví dụ các anh chị dùng nồi kim cương thì ngoài cái việc nó đều nhiệt, nó chống cháy, nó chống nổ rồi các thứ, thì nó còn nữa là nó về bản chất là nó sẽ nấu nhanh hơn nồi thường. Nhưng mà cảm giác là gì? Nồi thường ấy thì khi các anh chị nấu một cái, đun một cái thì nó nóng ngay cái đáy. Và anh chị nhìn thấy cái nước nó lăn tăn và nó nghe tiếng réo ở dưới đáy nồi. Và cái tiếng réo đấy các anh chị cảm giác là nó nấu nhanh, nhưng thực ra không phải. Là vì nó không đôi đều nhiệt, cho nên các anh chị sẽ nhận được cái tiếng réo như vậy. Đó. Ok, thôi. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái Zoom nồi. Thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn. Cảm ơn các anh chị. Dạ, cảm ơn anh Lâm. Cảm ơn ekip của chương trình và cảm ơn Hà Như Ý đã qua giao lưu với team nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và cảm ơn sự có mặt của các anh chị đến tận giờ phút này. Chúc cả nhà ngày mới năng lượng và báo đơn ạ. Tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn mọi người báo đơn ha.